thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng chứng minh cho tất cả thấy không có gì có thể đánh gục được mình. Cuộc sống của Bùi Tiến Dũng chưa đầy một năm đã thay đổi quá nhiều, với một chàng trai vừa bước sang tuổi 21, nếu không có bản lĩnh như thế thì đã sụp đổ. Thành công ở vòng chung kết U23 châu Á mang lại cho Bùi Tiến Dũng khá nhiều thứ. Anh được người hâm mộ biết đến, trở thành một KOL, là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng. Ngoài lương từ câu lạc bộ Thanh Hóa, Bùi Tiến Dũng có thêm những khoản thu nhập khác ngoài chuyên môn, giúp đỡ rất nhiều cho chính anh và gia đình. Nhưng quan trọng hơn, Bùi Tiến Dũng đã chiếm được vị trí trong lòng của người hâm mộ. Anh là tâm điểm của sự chú ý. Mọi thông tin quay quanh Dũng được quan tâm, mọi hành động của anh đều được thu hút truyền thông, sau đó chỉ là một bình luận vui trên mạng xã hội. Bùi Tiến Dũng đã là một ngôi sao, nhưng đi kèm với vị thế ấy là những áp lực mà Dũng phải gánh phải. Chuyên môn cũng có, ngoài chuyên môn cũng nhiều. Sau vòng chung kết U23 châu Á, Bùi Tiến Dũng với sức hút của mình đã làm cho những trận đấu có câu lạc bộ Thanh Hóa gia tăng đáng kể lượng cổ động viên. Người hâm mộ đến sân xem những màn trình diễn của Bùi Tiến Dũng, nhưng anh lại chẳng mấy khi được ra sân. Tiến Dũng thường chỉ là sự lựa chọn thứ yếu, xoay vòng với Bửu Ngọc ở vị trí dự bị cho Thanh Thắng. Những câu hỏi cũng từ đây mà ra, tại sao người hùng giúp cho bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử lại phải dự bị? Tại sao Bùi Tiến Dũng bắt hay ở vòng chung kết U23 châu Á lại dự bị ở Thanh Hóa? Bùi Tiến Dũng thực sự có đủ khả năng chờ V.League hay không? Dự bị tại câu lạc bộ, Bùi Tiến Dũng đứng trước nguy cơ mất suất bắt chính tại Olympic Việt Nam khi mà Văn Lâm được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho ASEAN. Những tranh cãi cũng nổ ra xoay quanh vị trí đứng trong khung gỗ của Olympic Việt Nam. Ai mới là người xứng đáng? Bùi Tiến Dũng là người hùng của U23, nhưng Văn Lâm là thủ môn số 1 Việt Nam. Hơn nữa, khi Bùi Tiến Dũng phải dự bị ở Thanh Hóa, Văn Lâm đang tỏa sáng ở Hải Phòng. Sức ép lại đến với thủ môn, năm nay chỉ mới 21 tuổi. Đến cả khi Văn Lâm bị loại, tranh cãi vẫn còn ở đó. Thủ thành hay nhất của Việt Nam bị loại, người dự bị gần như suốt từ đầu mùa lại bắt chính. Lại là những câu hỏi đặt ra cho quyết định của huấn luyện viên Park, cho phong độ của Tiến Dũng tại ASEAN. Bây giờ, Bùi Tiến Dũng còn gánh thêm áp lực phải chứng minh bản thân mình xứng đáng với suất bắt chính, xứng đáng với sự lựa chọn của thầy Park và chứng minh việc Văn Lâm bị loại là có cơ sở. Đó là còn chưa kể đến sức ép ngoài chuyên môn, với đầy những chỉ trích khi mà Bùi Tiến Dũng nhận những hợp đồng quảng cáo, tham dự các sự kiện, trong đó có cả trình diễn thời trang. Hình ảnh Bùi Tiến Dũng bật khóc sau những lời lẽ ác ý nhắm vào anh đã nói lên áp lực khổng lồ mà thủ thành này phải gánh chịu. Sau kỳ tích tại U23 châu Á, cuộc sống không phải là màu hồng đối với Bùi Tiến Dũng. Trái lại, đó là những ngày tháng phải sống trong sự hoài nghi, phải làm quen với những chỉ trích. Người mến Dũng cũng có mà người ghét Dũng cũng nhiều. Bùi Tiến Dũng sống trong thứ áp lực quá lớn với một chàng trai đang tuổi trưởng thành về mặt tâm lý. Có người nói anh sẽ sụp đổ, nhưng chẳng có một sự sụp đổ nào cả. Bùi Tiến Dũng vẫn chứng minh anh là một trong những thủ môn tốt nhất của Việt Nam hiện nay, mặc cho những sức ép từ trong và ngoài chuyên môn. Màn trình diễn tại ASEAN là minh chứng rõ nhất. Đầu tiên phải nhìn vào những thành tích giữ sạch lưới của Bùi Tiến Dũng. Trước khi cùng với Olympic Việt Nam nhận thất bại từ Olympic Hàn Quốc, Bùi Tiến Dũng đã có 5 trận liền không để thủng lưới một lần nào tại ASEAN, và Olympic Việt Nam là đội duy nhất lọt tới bán kết làm được điều này. Đây là một thành tích khó tin với cá nhân Bùi Tiến Dũng và Olympic Việt Nam nếu biết rằng những kỳ ASEAN trước đó, từ năm 1998 cho tới nay, chỉ 2 trận của các đội Olympic Việt Nam giữ sạch lưới. Vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm, Bùi Tiến Dũng chỉ có 2 lần giữ sạch lưới. Số bàn thua của Olympic Việt Nam tại ASEAN so với vòng chung kết U23 châu Á cũng có một sự tiến bộ. 6 trận đấu tại Thường Châu, Bùi Tiến Dũng thủng lưới 8 bàn. 7 trận đấu tại ASEAN, con số này chỉ là 4. Về mặt cá nhân, màn trình diễn của Bùi Tiến Dũng tại ASEAN cũng không thua kém ở vòng chung kết U23 châu Á, thể hiện ở số pha cứu thua mỗi trận không hề chênh lệch là 2,28 và 2,3. Thực tế thì hàng phòng ngự của Olympic Việt Nam đã chơi rất chắc chắn tại ASEAN, góp phần vào thành tích giữ sạch lưới 5 lần của Bùi Tiến Dũng. Nhưng chính Bùi Tiến Dũng cũng là một phần của hàng phòng ngự với phong độ cực kỳ ổn định. Olympic của Việt Nam liệu như có vào được vòng bán kết nếu như không có những pha cứu thua bằng chân của Bùi Tiến Dũng trước Olympic Bahrain, nếu không có 2 pha cản phá của Bùi Tiến Dũng trước Olympic Syria. Không quá khi nói, Bùi Tiến Dũng đóng vai trò quan trọng trong chiến tích lần đầu lọt vào bán kết của ASEAN của bóng đá Việt Nam. Bởi lẽ, để chơi ổn định trong khung gỗ Olympic Việt Nam, Bùi Tiến Dũng đã phải vượt qua vô vàn sức ép. Màn trình diễn của Bùi Tiến Dũng tại ASEAN với một số thủ môn khác có thể là không quá ấn tượng, nhưng đặt trong bối cảnh anh ta đang đứng trước áp lực thì mới thấy Bùi Tiến Dũng đã làm tốt như thế nào. Mà có lẽ trong lịch sử của bóng đá Việt Nam chỉ có Bùi Tiến Dũng mới từng trải qua những sức ép như vậy. Anh đứng trước áp lực phải tái hiện màn trình diễn như hồi đầu năm, phải chứng tỏ mình được chọn là xứng đáng, phải vượt qua cơn bão của dư luận và hàng triệu con mắt luôn hướng về anh, về chàng thủ môn quốc dân. Bùi Tiến Dũng đã làm được và anh đã chứng minh cho tất cả thấy, không gì có thể đánh gục được mình. Mới chỉ 21 tuổi, đứng trước muôn vàn sức ép nhưng Bùi Tiến Dũng đều vượt qua, để rồi góp công vào hai chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam. Liệu có mấy cầu thủ làm được như anh, nhất là ở cái tuổi 21? Sau đây là tiểu sử về Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng sinh ngày 28 tháng 2 năm 1997, là thủ môn bóng đá của người Việt Nam, đang thi đấu trong màu áo FLC Thanh Hóa tại V.League 1. Anh có người em trai là Bùi Tiến Dũng, cũng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và cùng là tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có 3 lần bắt chính cho đội tuyển U20 Việt Nam tại giải vô địch U20 FIFA World Cup năm 2017. Bùi Tiến Dũng là người dân tộc Mường, sinh ra tại làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện miền núi Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình làm nghề nông. Cha là ông Bùi Văn Khánh sinh năm 1965 và mẹ là bà Phạm Thị Điều. Tiến Dũng có một chị gái và một em trai tên là Bùi Tiến Dũng. Từ những kinh nghiệm từng tham gia đá bóng cho các giải Hương Rừng hay là Bông Lúa Vàng của huyện Ngọc Lạc, ông Bùi Ngọc Khánh đã dạy cho con chơi bóng đá. Ngay từ nhỏ, hai anh em đã đam mê bóng đá nhưng có điều không có điều kiện được đào tạo chuyên nghiệp do hoàn cảnh khó khăn. Đến năm lớp 2, Bùi Tiến Dũng thể hiện rõ niềm đam mê, ngoài giờ học và đi chăn trâu đều ở lại tập bóng đá trong sân làng. Năm 2009, khi 12 tuổi, chú ruột đã bàn bạc với gia đình, xin cho Tiến Dũng vào công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo bóng đá trẻ Thanh Tuấn ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để theo học văn hóa và tập luyện bóng đá. Về sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng, Tiến Dũng bắt đầu đến với bóng đá từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Thường Xuân của Thanh Hóa với vị trí yêu thích và chơi bóng khá tốt là đá trung vệ. Do thiếu quân số học viên ở vị trí thủ môn trong quá trình đào tạo nên Tiến Dũng được động viên và hướng dẫn tập luyện cho vị trí thủ môn. Người đào tạo các kỹ năng thủ môn đầu tiên cho anh là một cựu thủ môn xuất sắc của đội bóng đá Công an Thanh Hóa. Năm 2012, do thiếu thốn về mặt tài chính, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Thường Xuân bị giải thể nên Tiến Dũng phải nghỉ tập luyện tại đây. Người em trai Bùi Tiến Dũng do gia đình không lo được chi phí ăn tập nên động viên đi thi, trúng tuyển vào đào tạo tập trung tại Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam. Do đã quá tuổi thi PVF cùng với hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Tiến Dũng đành phải quay về bản Mường để đi làm phụ hồ, nhồi sắn thuê ở làng, phụ giúp kinh tế gia đình. Cuối năm 2013, Tiến Dũng ứng tuyển và được nhận vào tuyển trẻ của câu lạc bộ Thanh Hóa trong thời điểm mà các đội bóng đá của Việt Nam thiếu trầm trọng các vị trí thủ môn. Tại môi trường đào tạo của bóng đá chuyên nghiệp xứ Thanh, anh được hướng dẫn tận tình của các cựu thủ môn bóng đá Thanh Hóa trước khi tiến cử và bộc lộ tài năng ở các tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của Bùi Tiến Dũng bắt đầu từ năm 2017 khi anh được đội bóng chủ quản FLC Thanh Hóa đưa lên đội chuyên nghiệp sau khi thủ môn Thanh Thắng mắc những sai lầm khó giải thích ở vòng 22 V.League năm 2017, khiến cho FLC Thanh Hóa tuột mất cơ hội vô địch. Tiến Dũng cũng đã có được cơ hội thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên ở vòng 23 giải bóng đá vô địch Việt Nam năm 2017. Về đời sống của Bùi Tiến Dũng, Tiến Dũng được gia đình và hàng xóm mô tả là người con hiếu thảo với cha mẹ. Mỗi lần về nhà, anh vẫn thường phụ giúp cha mẹ làm các việc dọn dẹp nhà cửa hay là chăn nuôi gia súc. Anh thường có thói quen ghi chép nhật ký sau mỗi buổi tập và các trận đấu và hạn chế sử dụng các chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá và cà phê. Vinh danh quốc gia, với thành tích thi đấu xuất sắc, góp phần cùng với đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Việt Nam đoạt giải Á quân tại giải vô địch bóng đá U23 châu Á năm 2018. Bùi Tiến Dũng được trao tặng huân chương lao động hạng 3 theo quyết định số 125 do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là những thông tin mới nhất về thủ môn Bùi Tiến Dũng. Để có thể theo dõi những thông tin tiếp theo, mời các bạn nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Người Nổi Tiếng các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!